không học được không? Wow, đẹp. Một cái ván trượt. Và một cái ván trượt có một cái sticker là Luffy đúng không? Luffy, và đây có cả đồ bảo hộ các bạn ạ. Để bố giúp một chút. Mà cẩn thận không nó xước vào bên trong. Đấy, rồi. Chỗ nào không thấy như này sẽ. Đây. Ok. Nhấc lên. Chủ yếu là sẽ lớp bên trên thôi. Đây là một cái ván trượt có đèn các bạn ạ. Bạn bé sẽ kiểm tra xem cái đèn nó có hoạt động không nhá. Có hoạt động không? À, nó có hoạt động. Nếu mà mình lăn nhanh thì nó sẽ sáng. Rồi bây giờ để mình đã bóc ra xong mình quay tiếp nha. Cho bạn ăn bé sẽ thử đi nó xem là có chinh phục được nó không nha. À, đây là ván trượt của An lớn đây. Thử đo xem có giống hệt nhau không. Hay là cái size mà có đèn báo nó lại to hơn thì sao? Dài hơn và to hơn đấy. To thì bằng nhau à? Dài hơn một chút xíu. Rộng hơn. Ok, bây giờ hai bạn sẽ thử biểu diễn một bài ở ngay hành lang này nhá. Hành lang bên ngoài này. Để xem bạn ăn bé có chinh phục được nó không. Thôi tao đã cầm xuống sân. Tao đã xuống sân nhé.